Chào các bạn đến với chương trình review chuyến khảo sát cùng công ty cổ phần kiến trúc KISATO. Tôi là Quân. Hôm nay chúng tôi có chuyến hành quân thứ 3 trong ngày đến với gia đình của anh Tuấn Tiên Lữ về đây khảo sát thiết kế cho gia đình anh một ngôi nhà trong mơ. Mấy bạn hãy theo chúng tôi nhé. Ok, chào bạn. Chào anh em, sau đây tôi xin review lại quá trình khảo sát hiện trạng của nhà anh Tuấn ở Hưng Yên. Dự kiến xây dựng một cái tư đường khoảng 400 triệu và một cái nhà ngang khoảng hơn 200 triệu các bạn nhé, tổng khoảng 600 triệu đồng. Ok, sau khi bay phần lan cam xác định con đất của nhà như sau các bạn này. Ở đây là cái ngõ bên ngoài này các bạn này. Đây, ngõ ngoài nhà của anh đây nhé, thì anh sẽ xây dựng cái ngôi khuôn viên cái từ đường trên cái ngôi nhà cũ này. Từ đường của anh này 3 đến 400 triệu các bạn nhé, và khuôn viên nhà ngang đây. Và phía trước này anh sẽ phát triển là sân vườn tổng các bạn nhé. Thì các bạn sẽ tư vấn làm sao cho anh bố trí hài hòa và hợp lý các bạn nhé. Ở đây mỗi cái ngõ là ngõ nó bé thôi, còn lại thì cũng đất thì hơi chéo tí, nhưng không vấn đề gì. Các bạn tư vấn cho anh để làm sao cho nó khuôn viên hài hòa với cái khuôn viên tổng quan này các bạn nhé. Cấp điện này, cấp nước thoát nước đường chính này, địa chất đất thổ này các bạn nhé. Ok anh em. Tổng mức tối đa là 600, nên là nó cũng rất thấp, nên là các bạn trong quá trình thiết kế thì tính toán làm sao tiết kiệm tối đa chi phí cho anh.